Đây mình test cái lò SC phiên bản đặc biệt nha anh em, lớn hơn những cây bình thường S1. Mới nẹt xíu rồi, chưa hết giờ, ồn quá. Để thử đây Austin Jim nè. Rồi, test vô rồi. Đây nhận như hết giờ không được đâu. Rồi. Nên nhu cầu liên hệ Bảo à. Cây Austin này, cây SC S1 này nó âm thanh bass nhiều hơn, có lộn chép nhiều hơn.